Con chơi gồng chân, đàn ông mất chân. Đáng xét. Không còn nữa. Tôi không biết. Tôi đã nói là đơn giản và đang giận. Đừng có nghĩ đến chuyện anatomy. Con trai nha. Con trai nó không ngồi ha, hai hồ ghế nó được. Tụi tôi ngồi được. Không, sai bé. Đầu óc cái mấy người này rất là đen tối. Con trai này á là nghĩ về một chút về nature đi. Nature, nature. Con trai cho một cái hình nha. The water. Con trai là animal. Đàn ông là người. Con trai là cái gì? Nó sẽ ác con nào? Con trai là con animal. Câu hỏi của tôi nó không có liên quan tới con người. Tất cả là loài thú vật. Ok. Bây giờ con trai một lần nữa. Nước water. Exactly. Rồi, con trai là sống trong nước. Con đàn ông sống ở đâu? Đàn ông. Đàn sống trên cây. Con trai sống trong nước, đúng không con trai? Bẹt đó. Đây, đàn ông sống trên cây. Suy nghĩ hơi xa xăm quá. Tôi đã nói trước là đơn giản như là đang giỡn mà. Here. It's okay. I'm going to give it to the winner. Đúng. Yes. Yeah. Rồi, cái này còn lại thì là hên xui nha. Trời nữa hả? Còn đi xuống đi chứ đủ rồi. Cái này là lớp kim.